Hello anh em, Hòa Thân xin chào tất cả các anh em đã đến với chuỗi video review về các dự án của team Tiền Thanh Toán Capital. Và với video lần này thì Hòa Thân sẽ cùng anh em tìm hiểu về một dự án rất là hot trong thời gian gần đây. Và dự án này vừa mới hoàn thành xong hai vòng token sale trên Coinlist, đó chính là NIM, NYM, hay là nhiều anh em nói cái tên nó giống như là người yêu mới, viết giống như là người yêu mới. Thì với video lần này thì Hoài Thư sẽ cùng anh em tìm hiểu xem thử NIM có điều gì đặc biệt và cái mảng mà NIM đang làm có thực sự là bền vững và tiềm năng trong tương lai hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ. Nhưng mà trước khi đến với phần giao lưu chia sẻ với anh em thì Hoài Thư xin lưu ý video chỉ mang mục đích thông tin thôi, chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Và trong quá trình em Thương chia sẻ giao lưu với anh em thì anh em có điều gì góp ý và muốn chia sẻ thêm với em Thương, hoặc là có dự án nào muốn team review thì anh em hãy để dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu. Và bây giờ sẽ đến với phần giao lưu chia sẻ với anh em. Ở phần này để giúp anh em có cái nhìn tổng quan hơn về dự án NIM thì điều đầu tiên mà Hoài Thương muốn chia sẻ với anh em đó chính là NIM là gì. Thì NIM là một hệ thống mạng nguồn mở và phi tập trung được xây dựng trên Ethereum, và NIM cung cấp một hệ thống bảo mật đầy đủ cho các ứng dụng, dịch vụ và blockchain có thể bảo mật dữ liệu cho người dùng của họ ở cấp độ mạng là Mixnet và cấp độ ứng dụng mà không cần phải xây dựng các giải pháp bảo mật. Ngoài ra anh em có thể thấy là NIM còn cho phép các nhà phát triển xây dựng các đĩa app cung cấp cho người dùng sử dụng đảm bảo chắc chắn chống lại sự giám sát siêu dữ liệu ở cả cấp lưu lượng mạng và cấp độ xác thực và thanh toán. Và giao thức NIM sẽ cho phép người điều hành chạy các nốt kết hợp trong mạng và kiếm phần thưởng từ đó. Và phần thứ hai Hoài Thương muốn chia sẻ với anh em đó chính là các thành phần của NIM. Thì NIM sẽ có 3 thành phần nha anh em. Thành phần đầu tiên đó chính là NIM Mixnet. Thì NIM Mixnet sẽ cung cấp sự bảo mật khỏi sự rò rỉ, thu thập thông tin metadata ở cấp độ là Network Layer. Và Mixnet là một mạng lưới bảo mật không yêu cầu sự thay đổi nào và có thể kết hợp với hầu hết các ứng dụng, dịch vụ khác, cho phép cá nhân hoặc bên cung cấp dịch vụ đảm bảo bảo mật cho người dùng của họ. Và thành phần thứ hai đó chính là NIM Credential. Thì các chứng chỉ Credential sẽ cho phép người dùng có thể chứng minh quyền truy cập và quyết định mục đích sử dụng dữ liệu trong khi vẫn duy trì sự bảo mật. Chứng chỉ sẽ mã hóa và cung cấp các dữ liệu cho một dịch vụ hoặc ứng dụng, và quá trình này sẽ được xác minh một cách phi tập trung trong khi không tiết lộ mối quan hệ giữa người dùng và dịch vụ họ sử dụng. Và thành phần thứ ba đó chính là NIM Token. Thì NIM Token sẽ được sử dụng để khuyến khích bảo mật cũng như là giúp mạng lưới Mixnet có tính phi tập trung và bền vững qua cơ chế trả thưởng là Proof of Work. Tuy nhiên, NIM chỉ sử dụng năng lượng đủ đáp ứng nhu cầu mạng lưới nên sẽ tối thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Và từ đây anh em có thể thấy là việc bảo mật ở cấp độ mạng là hoàn toàn phi tập trung và không cần bên thứ ba cung cấp như là VPN. Thêm vào đó thì NIM cung cấp mức độ bảo mật cao hơn VPN và có thể hỗ trợ các dịch vụ một cách tốt hơn với độ trễ thấp hơn qua các incentives bởi cơ chế là Proof of Work. Và điều thứ ba Hoài Thương sẽ cùng anh em tìm hiểu đó chính là tính năng bảo mật của NIM. Thì tính năng đầu tiên sẽ là bảo vệ quyền riêng tư ở nếp mạng. Thì NIM mã hóa và chuyển tiếp lưu lượng truy cập Internet của anh em thông qua một mạng nhiều lớp được gọi là Mixnet. Thì NIM Mixnet là một Mixnet đa mục đích giúp ngăn chặn việc phân tích lưu lượng bởi những người có khả năng theo dõi toàn bộ mạng Internet bao gồm cả NSA. Thì NSA là viết tắt của cụm từ là National Security Agency, tức là một cơ quan thu thập các tin tức tình báo được cho là lớn nhất thuộc chính phủ Hoa Kỳ nha anh em. Và nó có nhiệm vụ là thu thập và phân tích các tín hiệu truyền thông nước ngoài, đồng thời là bảo đảm sự an toàn cho kênh truyền thông của chính phủ Hoa Kỳ. Và tính năng thứ hai đó chính là khuyến khích phi tập trung. Thì người dùng phải trả một khoản phí bằng NIM, tức là token gốc của NIM Mixnet, để giữ dữ liệu của họ qua Mixnet bằng cách cam kết một trái phiếu ban đầu của NIM. Bất kỳ ai có thể chạy một nốt kết hợp, bất kỳ ai nắm giữ NIM đều có quyền cho một nốt để tăng danh tiếng, đều có quyền là ủy quyền cho một nốt để tăng danh tiếng của nó, và các nốt sau đó được thưởng bằng token NIM dựa trên danh tiếng và chất lượng dịch vụ của họ được thực hiện công việc trộn các gói và cung cấp quyền riêng tư cho người dùng cuối. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là hoạt động trên nhiều ứng dụng. Thì NIM có thể cung cấp quyền riêng tư ở cấp độ mạng cho bất kỳ blockchain nào và các ứng dụng chung khác. Từ Bitcoin đến tức thì tin nhắn thì các nhà phát hành đều có thể là xây dựng các ứng dụng của họ trên NIM để bảo vệ lớp mạng và siêu dữ liệu của người dùng, và cho phép các ứng dụng của bên thứ ba ẩn danh bất kỳ cặp khóa giá trị tùy ý nào đó, và từ đó thì người dùng có thể là tiết lộ riêng tư một phần hoặc là toàn bộ dữ liệu của họ đối với bất kỳ
sự tuân thủ và xác thực cần thiết nào. Và bây giờ Hoài Thương sẽ cùng anh em tìm hiểu về đội ngũ xây dựng dự án. Thì một trong những người nổi bật mà Hoài Thương muốn chia sẻ với anh em đó chính là ông Harry Harpin. Ông chính là CEO, giám đốc điều hành và là chủ tịch hội đồng khoa học của dự án NIM nha anh em. Và ông Harry Harpin thì là ông có bằng tiến sĩ trong trí tuệ nhân tạo tại đại học là Edinburgh, nơi công nghệ máy học thì giúp cho ông nhận ra là sức mạnh của việc giám sát trong thời đại thuật toán. Và bây giờ ông ấy đang đặt cược rất là lớn vào web 3.0 để khắc phục các vấn đề giám sát mà web gốc không có khả năng khắc phục. Và ông Harry đã lãnh đạo các dự án của Ủy ban châu Âu về giám sát Nextleap và đóng một vai trò quan trọng trong dự án Mixnet Panoramic và dẫn đến các công nghệ được sử dụng trong NIM. Và nhân vật thứ hai mà Hoài Thương muốn chia sẻ với anh em đó chính là ông Dai Sijin. Ông chính là giám đốc công nghệ của dự án NIM và đồng sáng lập và CTO của Hat, là một công ty tư vấn phần mềm ở London, và ông là tác giả của Scala Transaction, tức là một cuốn sách về dịch vụ vi mô có thể mở rộng. Ông làm việc với Charles Dennehy và về các hệ thống blockchain phân mảnh từ năm 2015. Và nhân vật thứ ba mà Hoài Thương muốn chia sẻ với anh em đó chính là bà Claudia Dia. Bà Claudia Dia là nhà khoa học hàng đầu của dự án NIM. Thì là bà là giáo sư về công nghệ bảo mật tại Cluven, và bà đã viết bằng tiến sĩ của mình trên các Mixnet cũng tại Cluven. Và bà đi tiên phong trong cách đo lường mức độ ẩn danh và thiết kế các mạng truyền thông ẩn danh. Và bà đã xuất bản hơn 50 đóng góp cho công nghệ bảo mật, từ các nghiên cứu theo dõi web đến bảo mật thiết kế, thường tập trung vào việc bảo vệ siêu dữ liệu. Và bà Claudia đã làm việc với ông Harry trong Panoramic và đã quyết định tham gia cùng ông khi ông ấy bắt đầu dự án NIM. Bây giờ Hoài Thương sẽ cùng anh em tìm hiểu về phần Investor và Partnership. Thì NIM là một dự án mà được Binance Labs đầu tư từ những cái ngày đầu tiên. Và bên cạnh đó thì anh em có thể thấy rất là nhiều quỹ lớn như là Polychain Capital này, những cái quỹ khá là quen thuộc với anh em như Hobie Venture hay là A16Z. Bên cạnh đó còn rất là nhiều quỹ lớn khác. Và phần thứ 6 mà Hoài Thương cùng anh em tìm hiểu đó chính là phần Tokenomics. Thì các thông tin về chi tiết về NIM Token, thì token name đó chính là NIM Token, về ticker đó chính là NYM hay là NIM mà nhiều anh em Việt Nam mình cứ bảo là nó viết giống người yêu mới, và blockchain đó chính là Ethereum, và token standard đó chính là ERC20, và contract thì đang được cập nhật nha anh em. Về token type thì nó là utility và government, và total supply thì nó là 1 tỷ NIM, và tổng cung lưu thông thì circulating supply thì nó đang được cập nhật nha anh em. Bây giờ đó chính là phần token allocation. Thì phần backer sẽ chiếm 36,5%, về phần mix mining sẽ chiếm 25%, và team sẽ chiếm 20%, về phần reserve và community thì sẽ chiếm 11%, và collect sale sẽ chiếm 7,5% nha anh em. Anh em có thể tham khảo thêm ở các biểu đồ. Về phần token UK thì về phần privacy, sử dụng token NIM để truy cập mạng Mixnet, và run the NIM node thì sẽ thưởng cho các node trộn để trộn lưu lượng và cung cấp quyền riêng tư cho người dùng mạng NIM. Về phần delegated staking thì sẽ ủy quyền cho NIM để kết hợp các node như một tín hiệu báo hiệu trái phiếu danh tiếng cho node đó, và kiếm được một phần thưởng của các node kết hợp. Điều này hỗ trợ phân quyền và khuyến khích Mixnet có chất lượng dịch vụ cao bằng cách lôi kéo cộng đồng rộng lớn hơn vào quá trình lựa chọn các node. Và phần phí thì các khoản phí sẽ được thu tại NIM và sẽ được chuyển đến một nhóm phần thưởng được phân phối cho các node kết hợp. Và trước khi đi vào phần kết luận thì Hoài Thương sẽ cùng anh em tìm hiểu cái web của đồng NIM để có thể là thu thập thêm các thông tin dữ liệu cho anh em nếu anh em cần. Anh em có thể là thông qua web để tìm hiểu về roadmap của dự án, để tìm hiểu cái tiềm năng cũng như là cái định hướng phát triển trong tương lai của dự án NIM là như thế nào. Và trong quá trình tìm hiểu cũng như chia sẻ cho anh em thì Hoài Thương thấy là đặc biệt là về cái vấn đề về cái lĩnh vực và cái xu hướng bảo mật thì luôn được mọi người quan tâm trong hầu hết mọi lĩnh vực và trong hầu hết mọi công việc, và đặc biệt là lĩnh vực công nghệ blockchain nữa. Và anh em có thể thấy là NIM được rất là nhiều quỹ lớn đầu tư, đặc biệt là Binance Labs đầu tư từ những ngày đầu tiên. Thì chúng ta cũng có thể cảm nhận là NIM là một dự án khá là tiềm năng. Dự án là khá là tiềm năng và có thể là phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đúng không anh em? Và điều đặc biệt là
Hiện tại thì Nim mới hoàn thành xong hai vòng token sale trên Coilit, thì Nim sẽ là một Hoài Thương thấy là Nim sẽ là một dự án khá là tiềm năng trong việc giải quyết vấn đề bảo mật và hoàn thiện hạ tầng web 3.0. Anh em có thể là tìm hiểu thêm về dự án Nim, và Hoài Thương rất là mong thông qua video và ngày hôm nay Hoài Thương chia sẻ với anh em thì anh em có thể có một cái nhìn tổng quát hơn về dự án Nim. Và anh em cũng đừng quên theo dõi kênh Tiền Thuật Tán để đón nhận được nhiều thông tin giá trị hơn nữa. Và Hoài Thương xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video lần sau. Và trong quá trình Hoài Thương chia sẻ với anh em thì có điều gì anh em muốn chia sẻ thêm hoặc là góp ý với Hoài Thương, hoặc là anh em muốn team review về một dự án nào thì anh em có thể để ở dưới phần bình luận. Hoài Thương xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video lần sau.